Vì tùy thuận thế giới tạp nhiễm pháp phải như vậy mà thị hiện tu khổ hạnh, vì thị hiện nhẫn chịu khổ nhọc siêng tu đạo mà thị hiện tu khổ hạnh, vì khiến cho chúng sinh thích cầu pháp mà thị hiện tu khổ hạnh, vì chúng sinh tham đắm dục lạc ngã lạc mà thị hiện tu khổ hạnh, vì hiển bày Bồ Tát khởi hạnh thù thắng cho đến đời cuối cùng vẫn chẳng bỏ sự siêng năng tinh tấn mà thị hiện tu khổ hạnh vì khiến cho chúng sinh ưa pháp tịch tĩnh tăng trưởng căn lành mà thị hiện tu khổ hạnh, vì chư thiên người đời các căn chưa thành thục, đợi lúc thành thục mà thị hiện tu khổ hạnh, đó là 10. Bồ Tát nhờ phương tiện này mà điều phục tất cả chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát đi đến đạo tràng có 10 việc. Những gì là 10? Đó là khi đi đến đạo tràng thì chiếu sáng khắp tất cả thế giới. Khi đi đến đạo tràng thì chấn động tất cả thế giới. Khi đi đến đạo tràng thì trong tất cả thế giới khắp hiện thân Ngài. Khi đi đến đạo tràng thì giác ngộ tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh đồng hành trong quá khứ. Khi đi đến đạo tràng thì thị hiện đạo tràng tất cả đều tra nghiêm. Khi đi đến đạo tràng thì tùy sở thích của chúng sinh mà vì họ hiện thân đủ thứ oai nghi và cây bồ đề tất cả đều trang nghiêm khi đi đến đạo tràng thì hiện thấy mười phương tất cả Như Lai khi đi đến đạo tràng thì giở chân hạ chân thường nhập tam muội niệm niệm thành Phật không có vượt cách khi đi đến đạo tràng thì tất cả chư thiên long dạ xoa càn thát bà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già thích phạm hộ thế tất cả các vị vua đều không biết nhau mà đều dâng lên đủ thứ đồ cúng dường thượng diệu khi đi đến đạo tràng thì dùng trí vô ngại quán khắp tất cả các Như Lai trong tất cả thế giới tu Bồ Tát hạnh mà thành chánh giác, đó là 10. Bồ Tát dùng đây để giáo hóa chúng sinh. Phật tử đại Bồ Tát ngồi đạo tràng có 10 việc, những gì là 10 đó là khi ngồi đạo tràng thì có đủ thứ chấn động tất cả thế giới khi ngồi đạo tràng thì bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới khi ngồi đạo tràng thì diệt trừ khổ tất cả cõi ác khi ngồi đạo tràng thì khiến cho tất cả thế giới kim cang sở thành khi ngồi đạo tràng thì quán khắp tòa sư tử của tất cả chư phật như lai khi ngồi đạo tràng thì tâm như hư không chẳng có sự phân biệt khi ngồi đạo tràng thì tùy theo chỗ đáng hiện thân oai nghi khi ngồi đạo tràng thì tùy thuận an trụ kim cang tam muội khi ngồi đạo tràng thì thọ thần lực gia trì thanh tịnh diệu xứ của tất cả như lai khi ngồi đạo tràng thì Phật dùng sức căn lành của mình đều ra bị cho tất cả chúng sinh, đó là 10.